nhiệt độ xung quanh khoảng 40 cho đến 50 độ thì đá vẫn còn nguyên. Mình có review cái bình giữ nhiệt thì nó đã bay cái vèo hơn 500 cái trong một tháng mà cũng như cà phê rồi úp ngược lại luôn, nhưng mà cũng không hề bị đổ giọt nào nha. Cốc giữ nhiệt này có vẻ đẹp thế nhở, lại còn bán khá là nhiều trên Shop nữa thì phải test luôn cho anh em. Đặt hàng này về thì đúng là cốc giữ nhiệt dáng cà phê đây rồi, và được tặng thêm ống hút kim loại để dùng nhiều lần. Thiết kế bên ngoài khá đẹp và được làm hoàn toàn bằng inox, bên trong được làm từ inox 304, khá yên tâm sử dụng. Ở phần nắp nhựa thì được có gia cố rất nhiều gioăng cao su giúp chống nước bị văng ra ngoài, dù mình lắc khá là mạnh nhưng nước vẫn không rò ra. Test giữ nhiệt kiểu đỉnh nhất TikTok, mình cho cốc này đựng đá và để ngay cạnh một cái máy sưởi, nhiệt độ xung quanh khoảng 40 cho đến 50 độ, và sau khoảng 20 phút cái vỏ cốc này khá là nóng, khoảng 40 độ và cầm khá là khó chịu. Nhưng phần bên trong thì đá vẫn còn nguyên, không hề tan. Nhưng nói chung một cái bình giữ nhiệt ở phân khúc giá rẻ như này thì mình thấy rằng quá ngon rồi. Chấm điểm 9/10, tốt trung thực, review trung thực.